Thưa quý vị, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 4% GDP, sẽ tập trung cho các nhóm nhiệm vụ giải pháp chính như mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vào các dự án quan trọng cấp thiết có tính lan tỏa lớn, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đó là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề Phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới, vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Năm 2021, trong bối cảnh phải thực hiện cả nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ không thường xuyên, tổ chức đại hội đảng, bầu cử quốc hội, kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước, nhiệm vụ xử lý những khó khăn tồn đọng từ trước, và đặc biệt là nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ trong bối cảnh có những thử thách chưa từng có tiền lệ với nguồn lực còn hạn chế, đợi bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6% với gần 670 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, thu hút vốn FDI năm 2021 tăng 9,2%. Từ tháng 10 năm 2021 đã chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đã không bỏ lỡ mà bắt kịp và tích cực tham gia vào các xu thế lớn trên thế giới như xu thế thích ứng an toàn, xu thế mở cửa, xu thế phục hồi phát triển, xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Các tổ chức quốc tế, các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp đã chia sẻ, đóng góp ý kiến cho phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới. Theo đó, vấn đề tạo môi trường thuận lợi đón vốn để phục hồi và phát triển giành được nhiều sự quan tâm, chìa khóa vẫn là chính sách. Các tổ chức quốc tế khuyến nghị việc tiếp tục giảm bớt thủ tục giấy tờ, cần tập trung nâng cao kỹ năng số của lực lượng lao động trong nước. Các dự án điện mới phải nâng cao năng lực của địa phương và khu vực tư nhân. Một số chuyên gia kinh tế dự báo, thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm hiện nay cho thấy, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng trở lại, xuất khẩu tăng mạnh sẽ là động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2022. Một trong các yếu tố quan trọng nhất để phục hồi là mở cửa, tiếp theo là đầu tư công, lĩnh vực dịch vụ và du lịch cũng có lợi thế lớn. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các tổ chức quốc tế, các đối tác đã đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2022-2023, cả chính phủ và doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn trên tinh thần đồng cam cộng khổ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Vì vậy, cách tiếp cận về chuỗi cung ứng mang tính liên kết và toàn cầu, trong đó Việt Nam là một mắt xích trong chuỗi cung ứng. Khi giải quyết vấn đề, chính phủ sẽ ưu tiên đưa ra những giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn một cách tổng thể, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, gắn với chương trình tổng thể phòng chống dịch, đẩy mạnh chiến dịch thần tốc tiêm vaccine. Cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế ở mấy cái việc này. Một là hoàn thiện thể chế. Chúng tôi trong những năm vừa rồi là rất tích cực về hoàn thiện thể chế, về vấn đề liên quan đến sử dụng tài nguyên, vấn đề liên quan đến đất đai, vấn đề liên quan đến cái chống biến đổi khí hậu này, rất là tích cực. Vấn đề thứ hai tức là về các cái nguồn vốn, phải đa dạng hóa cái nguồn vốn. Và rất trông chờ vào các cái tổ chức quốc tế như là cái thị trường vốn như các ngài đã phát biểu. Cái thứ ba là công nghệ xanh, công nghệ sạch. Và cái thứ tư là quản trị mới, quản trị cũng phải xanh sạch. Và cái thứ năm là cái nguồn nhân lực ở đẳng cấp quốc tế. Thì tôi rất mong là các vị chia sẻ và cùng nhau chúng ta bàn để chúng tôi đáp ứng được cái yêu cầu chung thì phải có những cái vấn đề như vậy. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm hoặc đơn giản hóa các điều kiện, thủ tục kinh doanh để tạo môi trường đầu tư cạnh tranh cao trong nhóm ASEAN và hướng tới các tiêu chuẩn của OECD, bảo đảm hơn nữa quyền tự do kinh doanh và an toàn kinh doanh. Cùng với đó, chính phủ tập trung các giải pháp nhằm phục hồi chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định nguồn nhiên liệu, hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách về thuế, tín dụng, nhân lực, hạ tầng, logistics, tạo môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ,
nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phục vụ an sinh xã hội, chủ động đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia gắn với chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển giao công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Chính phủ Việt Nam sẽ dành ưu tiên nhiều hơn nữa cho đầu tư khoa học công nghệ, tận dụng cơ hội của các hiệp định FTA thế hệ mới như các hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP để mở rộng thị trường, đa dạng hóa quan hệ đầu tư kinh doanh, cân bằng hài hòa với phát triển thị trường trong nước, có biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa. Rất mong là các cái tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp lại tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong năm 2022-23 này, là cái phục hồi làm sao nó nhanh, rồi phải cái phát triển bền vững. Thế còn các bộ, các ngành của Việt Nam thì tôi đề nghị là với cái không khí hội nghị hôm nay, tiếp thu tất cả các ý kiến xác đáng của các quý vị đại biểu để chúng ta làm cái nhiệm vụ của mình nó tốt hơn, để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn, và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái tổ chức quốc tế hiện nay là rất chia sẻ với chúng tôi. Cùng với việc giao các bộ ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đây là hội nghị đầu tiên trong kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân hàng năm theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Cùng tham dự và chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng là năm cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2026. Trong bối cảnh chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, ngay sau cuộc bầu cử thành công, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã bắt tay ngay vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định với nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với thực tiễn từng địa phương. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như chất lượng kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân có lúc, có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, cử tri. Hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế, hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Bước sang năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được quy định, nhất là đối với các đại biểu mới tham gia lần đầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân phải bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố. Phải đặt và coi đại biểu Hội đồng Nhân dân là trung tâm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng Nhân dân nói chung, và mọi quyết sách liên quan đến chính quyền địa phương theo thẩm quyền phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết. Cái này chúng tôi đề nghị công chí những địa phương nào mà đã có đề án rồi, chúng tôi rà soát lại, bổ sung hoàn thiện. Những địa phương nào mà chưa có, chúng tôi nghĩ cũng nên xây dựng cái đề án này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân cần kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023. Đồng thời yêu cầu cần rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc kiện toàn các chức danh còn thiếu so với quy định và công tác quy hoạch đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031.
Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, hôm nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt và tôn vinh các giáo sư, phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt. Cùng tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu tại các bệnh viện, các trường đại học y dược trên địa bàn thành phố. Buổi gặp mặt là dịp để các lãnh đạo thành phố lắng nghe các chuyên gia đầu ngành y chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà hệ thống y tế thành phố đang gặp phải. Trong đó, vấn đề được chú trọng nhất đó là nghịch lý về số lượng bác sĩ chuyên khoa hiện tại của thành phố đang cao hơn nhiều so với các bác sĩ đa khoa. Điều này khiến hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ cho các nhân viên y tế tại cơ sở cũng cần được cải thiện để có thể tiếp tục giữ chân các y bác sĩ. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ cùng ngành y tế tìm ra các giải pháp phù hợp để giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chúc mừng và vinh danh những cống hiến của các chuyên gia, thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố. Thưa quý vị, vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm tặng quà chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua như đẩy mạnh thực hiện những kỹ thuật khó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, chú trọng đào tạo cán bộ bệnh viện với các chương trình trong nước và quốc tế. Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bệnh viện tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh và hỗ trợ tuyến y tế cơ sở. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng bệnh viện đã cố gắng vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, biến đại dịch COVID-19 thành cơ hội để tiến tới chấm dứt bệnh lao, đồng thời triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu đưa bệnh viện lên tầm cao mới và phát triển bền vững. Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Đính, nguyên chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2022 về nghi lễ đối ngoại. Theo đó, quy định Bộ Ngoại giao chủ trì kiến nghị và dự thảo thư điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao kiến nghị trình Tổng Bí thư duyệt điện mừng, thăm hỏi của Tổng Bí thư gửi nguyên thủ một số nước, người đứng đầu một số đảng có quan hệ đặc biệt. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Bộ Ngoại giao kiến nghị trình Chủ tịch Quốc hội duyệt ký thư mừng, thăm hỏi, chia buồn, gửi người đứng đầu nghị viện các nước có quan hệ đặc biệt. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4.